Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào quý vị nha. Nay thì nói chung là em có dàn dây lại cho cây mai vàng quý vị ơi. Cây này thì lúc trước đã định hình một lần ha quý vị, là các cái chi tiết chính ha. Và bây giờ thì các chi tiết là ra chi thứ cấp là cũng nhiều ha quý vị. Sáng đây rồi mình dàn dây lại ha, ăn cho đều tán và mình nhìn nó sẽ đẹp hơn ha quý vị. Và cây đây quý vị ơi, cây này hôm trước là nói chung ha, là em cũng đã xử lý thuốc của em quý vị ơi, rồi cây nó hơi sung rồi cho nên là bây giờ là mình dàn dây lại ha, dàn các cái chi tiết lại quý vị ơi. Thì hầu như là mình dàn các cái chi tiết là cho nó đều ra ha. Đây quý vị ơi, các chi tiết quá thì nhiều rồi nên nó gói ha, sẵn đây mình làm mình dàn lại. Thì hiện tại bên em ha là khắc phục tình trạng là cây suy yếu nè, cây chậm phát triển ha, làm có thuốc khắc phục không quý vị ơi. Với lại bên em làm ha thì cũng có tư vấn cho quý vị để quý vị có thể là biết được cách thức là chăm cây như thế nào để cây nó khỏe hơn ha. Thì đối với cây mai vàng thì hầu như là nó dễ thì cũng không dễ quý vị ơi, mà nó khó thì cũng không khó. Cái quan trọng ở đây là mình am hiểu ha, các cái yếu tố của cây thì chăm cái cây nó sẽ ổn thôi quý vị ơi. Cây này thì hôm trước em làm đế ha. Đây quý vị ơi, đế dưới đây em làm hết trơn rồi nè ha, lòi đế lên hết rồi ha, đó các cái mặt đế ha, em làm đế và mưa quá thì em cũng che bạt lại quý vị ơi, thấy không, nước mưa ở đây thì liên tục, mùa này mùa mưa quý vị ơi. Các cái chi tiết này thì nó cũng đã gói cho nên nó là mình dằn lại ha, Tết năm nay thì cái tán nó mới đều được thú vị thì cây nó mới đẹp được ha. Rồi thì quá trình thì đang bắt vàng hay quý vị, để mà mình có thể là lên là mình dằn các cái chi tiết ha. Em thì hầu như là em chỉnh là từ cái phía trên ha, em chỉnh dài xuống quý vị ơi, đối với những cây tàn lớn ha thì em chỉnh từ dưới chỉnh lên cũng vẫn được, nhưng mà thường em chỉnh từ trên chỉnh dài xuống là nó tiện lợi hơn. Này quý vị thấy em xử lý lại vàng cây này hôm nay là lá ra là mơn mởn hết ha quý vị. Nói chung mà mình chơi một cây mai mà lá nó ra tốt mà mơn mởn chỗ này thì khá là ok quý vị, thì mình chơi nó đỡ nhàm chán hơn ha, thích hơn quý vị. Và thật sự mà nói thì cây muốn đẹp thì bắt buộc phải chỉnh sửa ha quý vị, trong suốt quá trình chỉnh sửa thì nó mới đẹp được ha, chứ còn để mà tàn thiên nhiên thật chất mà nói cái cây nó không bao giờ được cái những cái đường lắt lượng hay cái gì, cái tán nó thì rất là gói ha, những cây thiên nhiên ha, muốn đẹp thì bắt buộc phải có thời gian đầu tư và chỉnh sửa thôi. À rồi quý dây quá trình là em để em bắt vàng đang tiến hành mình vô dây chỉnh sửa quý dây, quá trình đi dây vậy là khoảng trên rồi ha quý vị, giờ em tiến hành là em chỉnh từ trên chỉnh dài xuống ha. Hôm gài thì nói chung em kẹt công việc là em đi là nói chung là không chỉnh cái này có khoảng 10 ngày nay ha quý vị, là clip này quay tính ra mười mấy ngày luôn ha. Đầu clip thì em chỉnh được ít rồi bắt đầu em có công việc em đi quý vị ơi, hôm nay em quay lại em chỉnh cây này ha quý vị, tính ra cây này chỉnh là hơn hơn 10 ngày ha, từ lúc lá non giờ tới lá già luôn rồi quý vị ơi, lá chuyển sang gần già rồi nghe quý vị. Cây này nói chung là cũng đang xử lý cho cây phát triển mạnh lại quý vị ơi, cho nên là cũng còn đang chùm bạt cây lông ha, tránh cái tình trạng là nước mưa vô nhiều hay hoặc là thường ngày mình tưới giữ ẩm cho cây, nước nó xuống dư lượng nước đó quý vị, cây nó bị ngạt rễ, cây nó sẽ không có phát triển rễ được ha, cho nên là mình phải đậy lại quý vị. Nói chung là mỗi anh em là chăm mỗi cách thức ha, rồi bên mình thì làm theo hướng này để khắc phục cái tình trạng gọi là cây bị dư nước quý vị ơi. Rồi ha, giờ em chỉnh từ trên chỉnh dài xuống quý vị ơi. Quá trình đang đi dây thêm cái phần ở dưới nè quý vị ơi, cái phía trên thì nói chung là em đã chỉnh sửa xong cái khoảng trên này hay quý vị, giờ tiến hành là mình vô dây khoảng dưới xong cái em chỉnh luôn nữa là hoàn thành cái tán quý vị ơi. Cây này chỉnh sửa thời điểm tháng 7 ha, này thời điểm tháng 7 âm lịch quý vị ơi.
Rồi, quá trình đang vô dây ha, khi nào vô xong bắt đầu em tiến hành em chỉnh sửa luôn khoảng dưới quý vị ơi. Cũng đã hoàn thiện rồi nghe cả nhà ơi. Đây là hoàn thành vấn đề chỉnh sửa ha. Sẵn đây cũng tưới thuốc luôn quý vị ơi. Đó, nói chung là đã mình đã tác động tới cây ha, rồi bổ sung thuốc luôn cho đủ dinh dưỡng cho cây nó sung quý vị ơi.
đây ha, thuốc đây quý vị ơi. Cô chú anh chị nào ha có nhu cầu cần xài thì liên hệ với bonsai Bé Nghé ha. Cây này siêu kích rễ, siêu kích chồi quý vị ơi. Thì đối với cây không đi tược ha, mình vừa tưới vừa sạch ha, cam kết là cây sẽ đi tược liền ha quý vị. À, cây hoàn thiện xong khá đẹp quý vị ơi, cây khá là đẹp ha quý vị. Mọi công chú cũng làm cảnh luôn ha, cây quá lắc ha, cây khá đẹp quý vị ơi. Rồi rồi ha, tới đây thì bonsai Bé Nghé cũng xin kết thúc clip cho quý vị ơi, và cũng không quên chúc quý vị có một buổi xem clip vui vẻ ha. Em xin chào và hẹn gặp quý vị clip sau ạ. Quý vị cần xài sản phẩm để cho cây tốt thì liên hệ với em nha quý vị ơi. Thôi rồi, em xin chào quý vị ạ. Thì em có một số thuốc ha giới thiệu tới quý vị ơi. Thì cái phân này ha là cái phân hữu cơ, phân hữu cơ này là để dành bón lót ha, bón lót cho cây mai vàng quý vị ơi, xử lý cái chất trồng ha, hay hoặc là khi mà cây sinh trưởng yếu ha thì mình cũng có thể bón cái này kèm thêm ha quý vị. Rồi sau khi trồng xong bắt đầu là mình sẽ tưới cái siêu kích rễ này ha. Siêu kích rễ, siêu buông chồi này thì nói chung là quý vị có thể tưới được, quý vị có thể xịt được luôn ha. Gắt tốt cho cây mai vàng quý vị ơi. Rồi ha, sau khi mà có sâu thì em cũng có thuốc sâu luôn ha. Này chuyên trị sâu với bọ chỉ luôn quý vị ơi. Thì xài cũng khá là ok ha quý vị. Ủa chú anh chị nào có nhu cầu xài thì cứ alo cho em ha. Rồi đây, đây là thuốc nấm quý vị ơi, để xử lý ha. Cây tình trạng nấm thối rễ ha. Trồng xong thì cũng có thể quậy chung với cái thuốc kích rễ ha, để mình tưới ha quý vị. Để hòa tan mình tưới ha, hay hoặc tới khi mà cây ha có tình trạng là bị án thư ha, hay hoặc là đen các cái đầu cành đó, thì quý vị có thể xịt được ha quý vị.